quốc gia Ukraine công bố dự báo tình hình kinh tế năm 2023, trong đó nhận định quy mô GDP của nước này sẽ suy giảm khoảng 1 phần 3 trong năm nay. Việc mở cửa hành lang ngũ cốc đã góp phần quan trọng giúp kinh tế Ukraine phục hồi. Tuy nhiên, những khó khăn về hậu cần, đặc biệt đối với việc vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của ngành luyện kim và khai khoáng, tiếp tục tác động tiêu cực. GDP của Ukraine có thể suy giảm 34,4% trong quý 3 sau khi đã giảm tới 37,2% trong quý trước. Dự báo chi tiêu tiêu dùng sẽ giảm gần 23% so với năm 2021. Các khoản đầu tư trong năm 2022 cũng có thể sụt giảm tới 50%. Trong tháng 9 vừa qua, tỷ lệ lạm phát của Ukraine đã lên tới 24,6% và được dự báo lên mức 30% vào cuối năm nay. Trong nhiều thập kỷ qua, nền kinh tế Malaysia phụ thuộc rất nhiều vào lao động nhập cư từ các nước Đông Nam Á. Hội đồng Phục hồi Quốc gia Malaysia cho biết là số lượng lao động nước ngoài đến Malaysia hiện tại quá ít so với hạn ngạch được phê duyệt và nước này cần sớm có biện pháp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động nước ngoài trầm trọng như hiện nay. Tính đến ngày 12 tháng 9, Malaysia phê duyệt 467.223 lao động nước ngoài được phép nhập cảnh để làm việc. Tuy nhiên, mới chỉ có 76.000 người thuộc 12 quốc gia đã đến làm việc trong cùng kỳ. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, ngành nông nghiệp, đặc biệt là dầu cọ, tiếp tục gặp nhiều khó khăn về lực lượng lao động. Các ngành thâm dụng lao động như sản xuất, du lịch, xây dựng và bán lẻ, bao gồm cả lĩnh vực điện tử và nông nghiệp, cũng bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu hụt lao động. Ngoài vấn đề về lực lượng lao động, Malaysia cũng cần khuyến khích đầu tư nhiều hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì điều này mang lại cơ hội việc làm, trong khi hoạt động thương mại sẽ bảo đảm kinh tế đất nước tiếp tục phục hồi do nước này phụ thuộc nhiều vào thương mại toàn cầu. Ước tính Malaysia có khoảng từ 1,8 đến 3 triệu lao động nước ngoài. Để kỷ niệm 175 năm ngày thành lập, công ty đường sắt Rantian của Thụy Sĩ đã lập kỷ lục chuyến tàu chở khách dài nhất thế giới. Một điểm đặc biệt nữa trong hành trình xác lập kỷ lục này đó là chuyến tàu Capricorn được vận hành trên tuyến đường sắt khổ hẹp chỉ 1 mét. Chuyến tàu mang tên Capricorn gồm 100 toa, dài 1910 m nặng 2.990 tấn. Tàu chạy dọc trên tuyến Abula từ Preda đến Thuzit, dài khoảng 25 km trong gần một giờ. Đây là một trong những tuyến đường sắt có phong cảnh ngoạn mục nhất thế giới, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2008. Trên hành trình lập kỷ lục thế giới, con tàu đã xuyên qua 22 đường hầm, trong đó có một số đường hầm xoắn ốc xuyên núi qua 48 cây cầu, gồm cả cầu cạn La Weser, Abula là tuyến đường ngoạn mục nhất xuyên dãy Anper. Tuyến đường này được xây dựng trong 5 năm, tổng chiều dài là 62 km với 55 cây cầu và 39 đường hầm cùng những khúc cua ngoằn ngoèo và dốc đứng. Lạm phát khu vực đồng, đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã vượt ngưỡng dự báo và chạm mức kỷ lục trong tháng 10 này và nhiều khả năng là ngân hàng trung ương châu Âu ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất do áp lực giá ngày càng lớn. Mức tăng trưởng giá tiêu dùng của 19 nước sử dụng đồng euro trong tháng 10 đã lên tới 10,7%, tăng vọt so với mức 9,9% của tháng 9 và vượt mức dự báo trước đó. Trong đó, Đức, Italia và Pháp là ba nước có mức lạm phát cao nhất. Bên cạnh yếu tố chính thúc đẩy lạm phát leo thang là giá năng lượng tăng cao, giá thực phẩm và hàng hóa công nghiệp nhập khẩu cũng tác động phần nào về mặt bằng chung chi phí sinh hoạt. Trong 3 tháng qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã điều chỉnh lãi suất tăng tổng cộng 200 điểm cơ bản và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 tới.